Lê Trọng Phúc và thí sinh Dương Thị Hồng Vy sẽ bao giành 117 trình diễn. Sinh lão bệnh tử vốn là quy luật tất yếu mà mỗi người trong chúng ta cần học cách đón nhận. Tự như đóa hoa sen sẽ lại vươn mình khỏi mặt bùn, tỏa hương thơm ngát vào mùa sau. Hiểu được quy luật của tạo hóa sẽ giúp chúng ta có ý thức hơn về thời gian và biết trân trọng gia đình, nguồn cội. Đoạn khúc trắng bài designer Lê Trọng Phúc, perform by Dương Thị Hồng Vy, number 117. Birth, old age, illness, death, which is the inevitable rule that each of us we need to learn to accept. It's like a lotus flower that will rise again from the mud, giving off a fragrant aroma next season. Understanding the laws of nature will help us be more aware of time and appreciate family and roots.